Đầu tiên cho Hùng gửi lời chào trân trọng tới tất cả cô chú anh chị chúng ta có mặt trong chương trình ở Bình Chánh đây, và tất cả cô chú anh chị chúng ta có mặt trong Zoom ạ. Có cơ hội chia sẻ được cho với mọi người về cái kinh doanh Amway thì cũng thực sự rất là cảm ơn ban tổ chức cũng như là cảm ơn hệ thống Tororama, nhờ hệ thống Tororama, nhờ thành viên Trần Hùng Vân mà có vợ chồng Hùng ngày hôm nay và có hệ thống của chúng ta ngày hôm nay. Mọi người cho thêm thầy Trần Hùng Vân chúng ta một đám tay thật lớn cho hệ thống Tororama, cảm ơn lớn ạ. Thì Hùng biết đến Amway cách đây cũng 10 năm rồi. Và bắt đầu sử dụng sản phẩm từ lúc đó. Khi mà biết sản phẩm Amway dùng rất là tốt rồi thì bắt đầu hai vợ chồng Hùng và đi tìm hiểu về Amway. Sau quá trình mà tìm hiểu về Amway ở trong nước cũng như ở nước ngoài, tham quan rất là nhiều các siêu thị, nhà máy. Sau khi tham dự đại hội thành công ở nước ngoài, gặp Trần Hùng Vân, gặp các lãnh đạo nước ngoài thì thực sự thấy Amway là một cơ hội và vợ chồng Hùng về nước quyết định là làm Amway. Và chính nhờ cái quyết định đó mà có mặt vợ chồng Hùng ngày hôm nay. Chính nhờ quyết định lựa chọn Amway làm cái sự nghiệp của mình thì ngày hôm nay vợ chồng Hùng có những cái bước đầu thành công, có được một cái cuộc sống mà mình mong muốn. Trước kia thì Hùng làm công nghệ thông tin, vợ Hùng làm dược sĩ, thì nếu như hai vợ chồng vẫn là dược sĩ và vẫn làm kỹ sư công nghệ thông tin thì thực sự không thể có được cái cuộc sống như mình mong ước như hiện tại bây giờ. Hôm nay Hùng đứng đây, Hùng chia sẻ những kiến thức cũng như là những kinh nghiệm mà trong quá trình bắt đầu vợ chồng làm Amway. Nội dung hôm nay Hùng chia sẻ là nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc đời. Đó là cơ hội làm chủ một hệ thống người tiêu dùng. Chúng ta có rất là nhiều cách để làm giàu, để thực hiện những ước mơ của mình. Nhưng mà chúng ta có cái cơ hội để thực hiện nó hay không thì là khác. Đầu tiên, hầu như tất cả cái người trong cuộc sống đều đã trải qua đó, chúng ta làm công ăn lương. Mọi người nghĩ làm công ăn lương có thể là giúp chúng ta thực hiện ước mơ của mình, có thể kiếm được nhiều rất là nhiều tiền, có thể có được nhà, xe, rồi cuộc sống như mình đang mong ước không ạ? Thì thực sự là cái việc mà chúng ta làm công ăn lương nó rất là khó, có thể nhưng mà rất là khó. Bởi vì trên thế giới chỉ khoảng được 5-10% là những cái người gọi là làm công ăn lương đỉnh cao. Thì cái thu nhập của người ta cũng rất là tốt, người ta cũng có cuộc sống hằng mong ước, nhưng mà cái số lượng nó rất là nhỏ và chúng ta thì thực sự lại không nằm trong cái số đó. Và bản thân vợ chồng Hùng thì cũng có kinh doanh qua nhà thuốc, thì đó là chính là cái chúng ta mở một cái doanh nghiệp riêng. Thì mở doanh nghiệp riêng á cũng rất là tốt. Nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều thứ. Thứ nhất là phải có tiền, có vốn. Cái thứ hai là chúng ta phải cạnh tranh rất là nhiều các đối thủ trên thị trường. Kinh doanh là phải cạnh tranh, người ta gọi là thương trường, là chiến trường. Ban đầu có thể là sẽ rất là thuận lợi, nhưng mà sau một thời gian thì những cái cửa hàng, những cái đối thủ nó sẽ mọc lên và mọc lên gần gần mình, dùng những cái chiêu phương thức để cạnh tranh với mình. Và bắt đầu dần như vậy thì kinh doanh của mình sẽ gặp khó khăn. Bản thân vợ chồng Hùng thì khi mở nhà thuốc cũng vậy. Ban đầu thì khi mà mở ra thì quanh cái bệnh viện nó chỉ có 1-2 cái nhà thuốc thôi. Nhưng mà sau đó thì bắt đầu các nhà thuốc khác nó về nó mở bên cạnh và bắt đầu cạnh tranh, kinh doanh bắt đầu gặp khó khăn. Tất cả chúng ta đều muốn có một doanh nghiệp riêng đúng không ạ? Nhưng mà người ta nói là chủ, đây là khổ chủ. Cái đầu tiên không được rồi, cái thứ hai không được. Cái thứ ba là kinh doanh nhượng quyền thì sao? Kinh doanh nhượng quyền là đòi hỏi những cái gì? Vốn rất là lớn. Mọi người để ý những cái chuỗi cửa hàng KFC, McDonald's, rồi là Highland, vân vân. Những cái chuỗi kinh doanh nhượng quyền đó, nếu mọi người muốn mở một cửa hàng như vậy thì cái vốn nó nằm trong khoảng là cả tỷ. Vậy mọi người có cái số vốn 1 tỷ đồng để khởi nghiệp cái kinh doanh nhượng quyền không ạ? Rất là khó. Vậy thì cái này cũng không được. Tiếp theo là đầu tư. Ở đây có cô chú anh chị nào chúng ta đã từng đầu tư một cái kênh nào đó chưa ạ? Ví dụ như là cổ phiếu, nhà đất, tiền ảo, vân vân. Hùng biết là đây là có một vài anh chị cũng có tham gia. Nhưng mà thất bại. Bởi vì sao thất bại? Cái thứ nhất là chúng ta không có kiến thức về ngành đó. Đầu tư là đòi hỏi chúng ta phải có một cái kiến thức cực kỳ cao, sâu rộng và là chuyên gia trong ngành nghề đó thì chúng ta mới có thể gọi là đầu tư thành công. Và cái thứ hai là vốn chúng ta cũng phải lớn. Chứ nếu mà vay tiền ngân hàng hoặc cắm sổ đỏ này kia mà đầu tư á, thì khả năng là chết rất là cao. Chúng ta làm giàu bằng cái cách đầu tư á, cũng rất là nhiều khê. Rồi, vậy đầu tư bây giờ cũng không được thì còn cái nữa là sở hữu bản quyền trí tuệ. Những cái ai mà có cái năng khiếu, có thể là hát, có thể là vẽ, hoặc là có cách, thì những cái con người này có thể sáng tác ra những bài thơ, những bài hát, những quyển sách và bắt đầu lúc đó chúng ta sẽ có thể là bán cho các nhà xuất bản, bán cho các hãng đăng gì và chúng ta có một cái bản quyền trí tuệ. Thì lúc đó chỉ cần sản phẩm của chúng ta bán ở ngoài thị trường, chúng ta ngồi ở nhà thôi, 100 đĩa, 1.000 đĩa hay là 1 triệu đĩa gì đó thì chúng ta có tiền. Nhưng mà ở đây có ai có không ạ? Thì bản thân Hùng cũng vậy thôi. Có thể là mình không có cái năng khiếu gì đặc biệt, do đó về cái việc mà sở hữu bản quyền trí tuệ này thì không thể rồi.
Và cái một cái nữa là chúng ta sở hữu một hệ thống. Cái phương thức này thì có thể mọi người sẽ thấy hơi lạ lẫm, nhưng mà thực sự nó tồn tại rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Thì Hùng thấy là cái này có khả năng mình làm được. Sở hữu hệ thống ở đây có rất là nhiều cách, giống như là bây giờ mọi người nhìn ở ngoài á, hệ thống điện, hệ thống nước, rồi là hệ thống viễn thông. Nhưng mà những cái phương thức này thì ai sở hữu ạ? Nhà nước độc quyền về cái vấn đề này, và bản thân chúng ta không thể chen chân vô cái vấn đề. Cái thứ hai là sở hữu chuỗi một cái hệ thống điện máy, spa, rồi là trường học. Ví dụ như những cái trường học Vinschool, những cái chuỗi spa như là chuỗi spa đẹp, rồi điện máy xanh. Nhưng mà mọi người nghĩ chúng ta có thể sở hữu cái hệ thống này không? Chắc phải vài chục ngàn tỷ, và phải cái đầu óc của chúng ta nó phải là cực kỳ thông minh thì mới có thể sở hữu những cái chuỗi hệ thống này. Cách thứ ba mà chúng ta có thể sở hữu được chính là sở hữu cái người tiêu dùng. Chúng ta sở hữu hệ thống khách hàng, và những cái khách hàng đó sẽ tiêu dùng những sản phẩm của chúng ta phân phối. Và khi chúng ta sở hữu hệ thống người tiêu dùng như vậy á, chúng ta có cơ hội làm giàu, có một cái nguồn thu nhập thụ động. Người tiêu dùng là những cái người mà chúng ta dùng sản phẩm, người ta sẽ xài đi xài lại. Và bản thân chúng ta, nếu chúng ta sở hữu hệ thống đó thì chúng ta sẽ có được cái nguồn tiền tái đi tái lại. Và bán hàng trực tiếp sẽ giúp chúng ta sở hữu hệ thống người tiêu dùng. Chúng ta sẽ phân biệt một xíu về kinh doanh truyền thống và bán hàng trực tiếp. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi chúng ta là người tiêu dùng. Thậm chí khi chết đi rồi chúng ta vẫn là người tiêu dùng. Sinh ra có phải là chúng ta uống sữa dùng tả, lớn lên thì chúng ta ăn, chúng ta mặc. Khi chết đi chúng ta vô quan tài thì chúng ta vẫn là người tiêu dùng của cái người chủ quan tài. Thì rõ ràng từ lúc sinh ra lúc chết đi chúng ta là người tiêu dùng. Nhưng mà người tiêu dùng, nếu mà chúng ta tiêu dùng những cái sản phẩm thông qua cái kênh mà bán hàng truyền thống á, thì chúng ta không thể mua hàng trực tiếp từ nhà máy sản xuất, mà chúng ta sẽ thông qua một cái mạng lưới kinh doanh từ tổng đại lý khu vực bán buôn bán lẻ mới tới tay chúng ta. Và trong những cái khâu này còn có thêm những cái chi phí về mặt bằng, quản lý tiêu thụ, lợi nhuận, rồi là quảng cáo tiếp thị nữa, vân vân, rất là nhiều. Và những cái khâu này nó cũng sẽ ăn từ 50-70%, bản thân sản phẩm từ nhà máy chỉ khoảng 30-50% thôi. Nhưng mà tới tay chúng ta là bao nhiêu? 100%. Mặc dù có thể chúng ta không xem quảng cáo, chúng ta không tham gia các chương trình tiếp thị, nhưng chúng ta vẫn phải trả những cái khâu này. Cái ngành mà gọi là bán hàng trực tiếp á, khi mà một cái sản phẩm từ nhà máy sản xuất tới tay người tiêu dùng thì chỉ qua nhà phân phối ở đây thôi. Và bản thân người tiêu dùng và cái nhà phân phối á, mua sản phẩm trực tiếp từ nhà máy cùng một giá. Cái giá này nó sẽ không bị đổi lên bởi những cái khâu trung gian, những cái khâu tiếp thị, quảng cáo, khuyến mãi. Và sản phẩm lấy trực tiếp từ nhà máy sẽ không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Vậy có phải là cái ngành bán trực tiếp nó là cái mô hình kinh doanh rất là tiên tiến, giúp cho chúng ta được sở hữu sản phẩm tốt, không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, đồng thời giúp cho chúng ta có thể tiêu dùng những cái sản phẩm mà không bị đổi giá lên? Và những cái khoản chênh lệch từ những cái khâu này, các công ty bán hàng trực tiếp sẽ trích ra và trả lại lợi nhuận cho nhà phân phối. Vậy thì khi mà chúng ta đã biết là cái bán hàng trực tiếp nó sẽ giúp chúng ta sở hữu hệ thống, thì chúng ta có thắc mắc là chúng ta tại sao chúng ta phải làm nó, tại sao chúng ta lựa chọn Amway, tại làm Amway như thế nào, Amway có lừa đảo hay không, vân vân và vân vân. Chắc chắn là có thắc mắc. Hầu như tất cả mọi người khi mà chưa biết đến một ngành kinh doanh nào đó chúng ta đều thắc mắc. Cũng như chúng ta khi mà biết đến Amway chúng ta cũng sẽ thắc mắc là Amway là cái gì, Amway có lừa đảo chúng ta hay không, sản phẩm có mắc hay không, vân vân và vân vân. Và vậy thì ngày hôm nay cũng sẽ chia sẻ cho mọi người về công ty Amway. Thì công ty Amway là một cái công ty bán hàng trực tiếp số 1 thế giới, và công ty Amway thành lập từ năm 1959 tại Mỹ. Tới hiện tại bây giờ thì Amway đã đang hoạt động trên hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, và chưa rút ra khỏi bất kỳ quốc gia nào. Tại sao mọi người sẽ sản phẩm của Amway tốt? Bởi vì Amway đầu tư rất là nhiều chất xám về sản phẩm. Amway sở hữu hơn 900 cái bằng sáng chế về các sản phẩm. Và hiện tại Amway đang kinh doanh khoảng 450 sản phẩm là tự sản xuất. 450 sản phẩm mà có 900 bằng sáng chế. Thì có phải là trên mỗi sản phẩm á, tương đương là có 2 bằng sáng chế. Và các kỹ sư nhà khoa học của Amway khoảng 800 nhà khoa học. Do đó là Amway đầu tư rất là nhiều vào chất xám, vào nghiên cứu sản phẩm, để cho chúng ta, những cái người tiêu dùng có thể dùng những sản phẩm tốt. Một cái nữa là Amway đang dẫn đầu cái ngành kinh doanh bán hàng trực tiếp này, đứng số 1 thế giới 11 năm rồi. Nếu một công ty 11 năm liên tiếp mà đứng số 1 thế giới, thì mọi người nghĩ công ty đó tốt hay không tốt? Và hiện tại Amway đang có hơn 750 những cái trung tâm phân phối, những siêu thị, những cửa hàng trải nghiệm trên thế giới. Và ở Việt Nam mình cũng có cái ở Hà Nội, hai cái thành phố Hồ Chí Minh.
À, một cái cần thơ nữa là bố. Đây là cái hình ảnh này là hình thành ảnh của Amway Center ở Mỹ, rất là lớn. Thì đây là một số cái báo có nói về Amway, và mọi người có thể là tìm hiểu ở những trang báo uy tín này, báo Công Thương, rồi báo Tuyên Giáo, Amway 11 năm liên tiếp đây. Và hai người sáng lập ra Amway là ngài Jay Panando và Rick DeVos. Hai ngài thì đã hiện tại đã kế thừa lại cho hai người con của mình là ngài Sivarendo và Doc DeVos. Thì gia tộc Ando và DeVos đó là hai gia tộc có rất là có tiếng tăm ở nước Mỹ, đã từng là cựu chủ tịch của Phòng Thương mại Hoa Kỳ và cựu chủ tịch của Hiệp hội Bán hàng trực tiếp trên thế giới. Những con người rất là uy tín. Và ngài Jay Panando từng tới thăm Việt Nam và chủ tịch nước Nguyễn Minh Tiến đã ra tiếp đó. Hai cái người này rất là có uy tín ở chính trường Mỹ, do đó chúng ta hợp tác là hợp tác với những con người này. Bản thân các cô chú anh chị hôm nay chúng ta tới đây kinh doanh tìm hiểu về kinh doanh Amway, các cô chú anh chị không phải hợp tác với Hùng, cũng không phải hợp tác với cái người mà đang giới thiệu cô chú anh chị tới đây, mà các cô chú anh chị chúng ta hợp tác với những con người này, với công ty Amway. Chúng ta là nhà phân phối, là đối tác của công ty Amway. Đây là một số cái hình ảnh những cái siêu thị ở trên thế giới. Đây là những siêu thị rất là lớn ở Mỹ, ở Thái Lan, Trung Quốc, rồi Malaysia, vân vân. Và trong những siêu thị ở trên thế giới á, thì có những cái sản phẩm này. Siêu thị Amway Thái Lan đây có gạo này, rồi có những cái giống như là rửa xe này, rồi cà phê này, tương trà mắm muối này, rồi những cái chăn ga gối nệm này, áo quần này, vân vân. Thì như lúc nãy Hùng có nói á, tức là Amway từ sản xuất 450 sản phẩm, trên 450 sản phẩm, nhưng mà phân phối thêm cho các nhãn hàng khác là 6.500 nữa, tức là khoảng 7.000 mặt hàng. Vậy thì khi chúng ta hợp tác kinh doanh với Amway, chúng ta phân phối 7.000 mặt hàng này thì mọi người thấy sao ạ? Quá tuyệt vời đúng không? À, bản thân nếu mà chúng ta không làm Amway, chúng ta không kinh doanh, hợp tác với Amway, chúng ta đi muốn phân phối những nhãn hàng khác á, một nhãn hàng cũng đã khó rồi, đây là 7.000 mặt hàng. Và đây là một số cái sản phẩm khác, ví dụ như là máy lọc nước này, chưa về Việt Nam này, máy lọc không khí thì đã về Việt Nam rồi này, xúc xích đều cũng có, nước tăng lực, vân vân. Và đây là một số thị trường Amway xung quanh Việt Nam mình. Malaysia thì vào năm 1976 và hiện tại đang là top 7 của Amway thế giới. Nhưng mà dân số của Amway Malaysia nhỏ hơn dân số Amway mình. 47 năm rồi. Việt Nam bây giờ bao nhiêu năm? Mới có 15 năm. Vậy thì nếu như mà tới 47 năm thì mọi người nghĩ Việt Nam mình có lọt vào top 7 này không? Thậm chí là hơn nữa đúng không ạ? Đó, rồi bởi vì là dân số Việt Nam mình rất là nhiều, đông hơn cả Malaysia. Và cái con người Việt Nam mình cũng là có ý chí khởi nghiệp. Tiếp theo là thị trường Nhật Bản thì hiện tại đang là top 4. Nhật Bản là một cái thị trường rất là khó tính. Con người Nhật Bản xài sản phẩm rất là chất lượng và bản thân người ta có một cái tự hào dân tộc rất là lớn. Giống như Hàn Quốc nữa cũng vậy, cũng là rất là lớn, nhưng mà người ta dùng hàng Amway rất là nhiều. Đây là thị trường Thái Lan. Trước thì Thái Lan này Hùng đã từng ghé vô rồi. Và Amway Thái Lan là vào năm 1987. 37 năm rồi và Amway Thái Lan bây giờ hiện tại đang là top 5. Và Hùng nghĩ nếu mà tới tốc độ phát triển của Amway Việt Nam hình bây giờ, cũng như là với dân số Việt Nam mình hơn cả Thái Lan, thì top 5 cũng không là vấn đề. Tiếp theo, đây là Amway Hàn Quốc. 65% dân số ở bên Hàn Quốc chúng ta biết đến và có dùng sản phẩm ATT. Mà bên Hàn Quốc thì mọi người biết là người ta rất là chủ lòng đẹp, ta cũng rất là quan tâm và cũng rất là nhiều hãng mỹ phẩm. Nhưng mà cái tỷ lệ nhận diện thương hiệu ATT của Amway tới 65%. Amway Hàn Quốc hiện tại bây giờ đang là top 3 thế giới. Cái nước đứng đầu thế giới và nước gần mình là Amway Trung Quốc. Và Hùng cũng đã từng tham quan một cái siêu thị ở bên Trung Quốc, cũng như là tham quan cái tổng kho ở bên đó, rất là lớn. Vậy thì bây giờ Amway Việt Nam thì sao? Amway về Việt Nam mình năm 2008, chuẩn bị kỷ niệm 15 năm. Và hiện tại Amway Việt Nam đã lọt vào top 10 trên thế giới và đang là nước có tốc độ rất nhanh nhất trên thế giới. Đây là một số cái thông tin về quá trình mà phát triển của Amway Việt Nam mình. Nhận rất là nhiều bằng khen. Vào năm 2022 thì Amway khai trương hai cái trung tâm trải nghiệm ở Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Và tương lai Hùng nghĩ chắc chắn sẽ mở thêm rất là nhiều những trung tâm trải nghiệm như vậy nữa. Ở đây các cô chú anh chị đã ghé thăm cái trung tâm trải nghiệm của Amway Việt Nam chưa ạ? À, rất là tuyệt vời. Và rất là nhiều trang báo uy tín cũng nói về Amway Việt Nam mình. À, nhận những cái bằng khen, ví dụ như nhận giải đồng vàng 5 năm liên tiếp, rồi doanh nghiệp phát triển bền vững, vân vân. Những cái thông tin này mọi người có thể tìm hiểu trên những trang báo chính thống. Và mọi người thường nghe là người ta nói đa cấp lừa đảo này kia. Nhưng mà Amway đã và đang làm cho cái môi trường kinh doanh đa cấp trong sạch hơn. Và Amway đang phối hợp với Bộ Công Thương, với nhà nước và với các trường đại học đang phổ biến kiến thức về kinh doanh đa cấp để cho các sinh viên và các trường đại học chúng ta có thể nhận biết được đâu là kinh doanh đa cấp lừa đảo, đâu là kinh doanh đa cấp chính thống. À, đây là một thông tin rất là tuyệt vời. Đây là một cái hình ảnh anh Trình Tiên Tiều, tổng giám đốc của Amway Việt Nam, có mục tiêu là Amway chúng ta sẽ lọt vào top 5 Amway toàn cầu. Amway là một công ty rất là uy tín, rất là lớn và rất là nhiều kinh nghiệm về cái kinh doanh bán hàng trực tiếp. À, tất cả những dòng sản phẩm của Amway đều được nghiên cứu thông qua những cái khâu thử nghiệm rất là nhiều lần trước khi tới tay người tiêu dùng.
triết lý của Amway là đem lại cho mọi người cuộc sống tốt đẹp hơn và khỏe mạnh hơn. Sản phẩm của Amway chính là hướng đến cái việc đó. Do đó những sản phẩm của Amway rất là tuyệt vời, rất an toàn và vượt trội. Trội như thế nào và những sản phẩm của Amway là gì thì đây. Mọi người sẽ tìm hiểu những thông tin này, ví dụ như dòng thực phẩm bổ sung vitamin khoáng chất Nutrilite là dòng thực phẩm bổ sung vitamin bán chạy số 1 thế giới và lịch sử của nó tới bây giờ là gần 90 năm rồi. Sản phẩm Nutrilite của Amway thì cũng nhận được rất là nhiều bằng khen của Việt Nam. Protein của Amway là sản phẩm protein bán chạy nhất thế giới. Dòng thứ hai là dòng chăm sóc da Atiti. Amway đang hướng cái sản phẩm chăm sóc da của mình tới hướng đi là sản phẩm thuần chay, không thử nghiệm trên động vật và là mỹ phẩm sạch. Đây là một số cái thông tin về Atiti tài trợ cho Liên hoan phim quốc tế Busan, rồi tài trợ cho Miss World Việt Nam 2022. Cái thứ ba là máy lọc không khí. Đây là một cái sản phẩm cũng rất là bom tấn. Thương hiệu Atmosphere thì có 3 sản phẩm là Atmosphere dành cho xe hơi, dành cho phòng ngủ và dành cho phòng khách. Thì hiện tại ở Việt Nam mình đang phân phối dòng sản phẩm dành cho phòng khách này, Atmosphere Mini. Thương hiệu Atmosphere của Amway thì đang là thương hiệu máy lọc không khí bán chạy số 1 thế giới. Chúng ta được hợp tác phân phối với hãng phân phối máy lọc không khí bán chạy số 1 thế giới thì mọi người có thể tự hào không ạ? Ở ngoài muốn hợp tác phân phối với những cái thương hiệu mà số 1 thế giới thì cực kỳ là khó. Nhưng mà Amway cho chúng ta cơ hội phân phối không chỉ một mà rất là nhiều những sản phẩm số 1 thế giới luôn. Lúc này là Nutrilite, thực phẩm bổ sung vitamin bán chạy số 1 thế giới. Cái thứ hai bây giờ là máy lọc không khí bán chạy số 1 thế giới. Và tiếp theo là máy lọc nước hộ gia đình bán chạy số 1 thế giới. Sản phẩm này thì chưa về Việt Nam nhưng mà tương lai chắc chắn cũng sẽ về Việt Nam. Chắc chắn nó cũng sẽ bùng nổ giống như khi mà sản phẩm máy lọc không khí về Việt Nam. Mọi người sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ hãy xây dựng một cái hệ thống người tiêu dùng cho mình. Khi những cái sản phẩm này về Việt Nam mình, những cái người tiêu dùng trong hệ thống của mình chỉ cần một nhà mua một cái lọc không khí, một nhà mua một cái máy lọc nước, có phải là hệ thống kinh doanh của chúng ta phát triển bùng nổ. Tiếp theo là những cái sản phẩm về nhà bếp, hiện tại mới về cái nồi Queen này thôi nhưng mà còn cái bộ nguyên cái bộ sản phẩm này chưa về, và những cái sản phẩm này cực kỳ an toàn với cơ thể của chúng ta và khi mà chúng ta nấu có thể là giữ được những vitamin khoáng chất. Rồi đây là cái nước tăng lực XS và nước uống thể thao XS. Thì những cái sản phẩm này tương lai cũng sẽ về Việt Nam, nước uống tăng lực không đường. Và khi mà chúng ta có những cái sản phẩm này có thể là con em chúng ta dùng nhưng mà chúng ta yên tâm bởi vì nó không có đường, ít năng lượng nên là không làm cho chúng ta bị mập. Những cái dòng sản phẩm tiếp theo là chăm sóc cá nhân, chân dầu gội, sữa tắm, lăn khử mùi vân vân. Và sản phẩm nữa là chăm sóc đồ gia dụng. Những sản phẩm này là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thiên nhiên. Do đó khi bản thân chúng ta dùng trên cơ thể của chúng ta gội đầu, chúng ta đánh răng, chúng ta tắm, chúng ta hoàn toàn yên tâm, không có chứa những cái chất hóa học, không có chứa những cái chất chiềm sút tẩy da vân vân. Thì chúng ta khi mà chúng ta dùng những sản phẩm này, chúng ta hoàn toàn yên tâm để dùng. Thì khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với Amway á, chúng ta là đối tác của Amway. Chúng ta không phải là làm thuê với Amway mà chúng ta là đối tác của Amway. Và những cái khâu khó nhất thì Amway đã lo rồi. Nhà máy, rồi kho bãi, văn phòng, kế toán, hỗ trợ vân vân, Amway đã lo hết rồi. Bản thân chúng ta chỉ là đi mở rộng cái mạng lưới người tiêu dùng và nhà phân phối để phát triển cái hệ thống. Không phải ký quỹ, không buộc mua hàng, cũng không cần kinh nghiệm. Kinh nghiệm ở đây chúng ta được đào tạo. Ở đây có một cái rất là hay. Bản thân nếu mà chúng ta vô một ngành kinh doanh nào đó, chúng ta bắt buộc đều phải học. Nhưng mà để học hỏi những cái người thành công rất là khó. Nhưng mà kinh nghiệm Amway thì vô đây, chúng ta đều được chỉ dạy, đều được học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công. Rồi chúng ta không có cần phải mặt bằng nhân viên, ràng buộc thời gian, công việc vân vân. Những cái yếu tố này là những cái yếu tố mà khi một người bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh gặp rất là nhiều khó khăn và rất là lo sợ. Nhưng mà khi làm với Amway thì những cái yếu tố này chúng ta đã được giải quyết. Và chúng ta sẽ nhận hoa hồng hàng tháng, hàng năm, tưởng thưởng vân vân từ cái việc mà chúng ta phát triển cái hệ thống người tiêu dùng này. Và chúng ta làm càng nhiều, hưởng càng nhiều. Và cái hệ thống này, cái mạng lưới người tiêu dùng này là thuộc sở hữu của chúng ta. Bắt đầu Hùng sẽ nói về tiền thưởng hoa hồng khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với Amway, chúng ta sẽ được những cái gì. Kinh doanh đã là kinh doanh thì phải là lợi nhuận. Và lợi nhuận khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với Amway thì chúng ta có cơ hội nhận được hơn 15 loại hoa hồng và tiền thưởng. Ở đây là có 9 loại hoa hồng theo tháng, là 6 loại hoa hồng theo năm, hoa hồng và tiền thưởng theo năm. Thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ cho mọi người một vài cái hoa hồng. Nếu mà có thời gian, mọi người hãy liên hệ với người hướng dẫn mình tới tham dự cái chương trình ngày hôm nay và phòng Zoom. Các anh chị sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn về các loại hoa hồng tiếp theo. Đầu tiên Hùng sẽ nói về cái hoa hồng thành tích. Hoa hồng thành tích ở đây thì Amway chia ra từ 3 đến 21% và căn cứ theo doanh số từ 6 triệu đến trên 280 triệu. Và khi chúng ta kinh doanh Amway á, thì chúng ta làm chủ cái ngành kinh doanh này, chúng ta làm chủ cái kinh doanh của chúng ta. Bởi vì chúng ta toàn quyết định cái thời gian chúng ta làm,
hoàn toàn quyết định cái đối tác chúng ta chia sẻ, hoàn toàn quyết định cái khách hàng chúng ta chia sẻ. Chúng ta dùng sản phẩm Amway thì tốt, chúng ta chia sẻ trong những cái người xung quanh. Và cái kinh doanh Amway thực sự nó là như vậy, bản thân chúng ta thấy sản phẩm Amway tốt, chúng ta thay đổi, sử dụng thấy tốt và đi chia sẻ. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu nhận được những loại hồng của Amway. Thì Hùng sẽ nói nhanh qua cái phần này, mọi người có thời gian có thể tìm hiểu thêm. Đầu tiên đó, mọi người dùng sản phẩm chia sẻ cho khoảng 20 khách hàng. Mọi người nghĩ 20 khách hàng thì nhiều hay ít ạ? Nếu mà mọi người kinh doanh một cái mặt hàng nào đó, ví dụ như mở quán cà phê, 20 khách hàng là nhiều ít ạ? Quá ít đúng không ạ? Nếu mà mở một quán cà phê mà chúng ta chỉ có 20 khách hàng thì chúng ta phá sản chắc. Nhưng mà kinh doanh Amway chúng ta không cần phải có quá nhiều khách hàng, chúng ta chỉ cần 20 khách hàng thường xuyên thì thôi. Và mỗi người ví dụ như một tháng cần dùng 1 triệu thôi. 1 triệu đây thùng tính nghĩ là rất là ít. Chỉ có vài những cái sản phẩm tiêu dùng đã là 1 triệu rồi, chưa nói mỹ phẩm, dinh dưỡng vân vân. Máy là không khí nữa thì nhiều hơn nữa đúng không ạ? 1 triệu nhân cho 20 khách hàng thì có phải là 20 triệu đúng không ạ? 20 triệu thì khi đó bắt đầu chúng ta sẽ nhận được hoa hồng thành tích này. Hoa hồng thành tích ở đây sẽ là 20 triệu nhân cho 6% sẽ là 1,2 triệu. Ngoài ra chúng ta sẽ nhận thêm một cái tiền thưởng CSI dựa vào doanh số của khách hàng chúng ta. Thì CSI ở đây sẽ là 10% trừ đi thành tích của chúng ta nhân doanh số nhóm. Ở đây là chúng ta đạt được cái mức 6%, thì tiền thưởng CSI của chúng ta sẽ là còn 4%. 4% nhân cho 20 triệu ở đây sẽ là 800.000. Thì cộng hai cái nguồn thu nhập này lại chúng ta có khoảng 2 triệu trên một tháng bằng cái việc chúng ta chia sẻ cho khoảng 20 khách hàng. Thì có phải là chúng ta dùng hàng miễn phí rồi đúng không ạ? Chúng ta kinh doanh chúng ta chỉ đơn giản là sử dụng sản phẩm thấy tốt và chia sẻ cho người xung quanh xài, thì chúng ta đã có một cái nguồn thu nhập chưa có cao nhưng mà 2 triệu cũng đủ chúng ta xài những cái dòng sản phẩm cơ bản. Và khi mà chúng ta muốn phát triển kinh doanh này thì chúng ta tiếp tục, trong số 20 khách hàng của chúng ta đóng đầy á, sẽ có những cái người ta cũng muốn dùng hàng miễn phí giống như mình không? Có đúng không ạ? Và nếu như người ta có, người ta muốn dùng hàng miễn phí như mình thì mình có chỉ không ạ? Hay là mình giữ nguyên mình? Mình chia sẻ đúng không ạ? Là Amway là mình làm người tốt. Mình làm được thì mình chia sẻ cho những người khác và mình giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn họ làm được giống như mình. Như vậy là chúng ta đã làm kinh doanh tốt rồi đó. Và bản thân này, ví dụ như 4 người này, ABCD, mình cũng hướng dẫn họ sử dụng sản phẩm và chia sẻ cho 20 khách hàng thường xuyên của họ. Thì lúc này bản thân 4 người này, doanh số mỗi nhóm người này cũng là 20 triệu đúng không ạ? Mà không tính như này không phải là bắt buộc chúng ta phải chia sẻ cho 4 người. Cũng không phải là chúng ta phải xây dựng một hệ thống khách hàng 20 người. Còn bản thân Amway chúng ta không giới hạn, cũng không bắt buộc. Nếu người giỏi có thể là hàng trăm khách hàng, người giúp đỡ hàng trăm người. Nhưng người giỏi thì có thể là giúp 1 người, 2 người, 3 người cũng được. Bản thân Hùng đang chia sẻ đây là 4 người để cho mọi người dễ tính. Thì nếu như 4 người này mỗi người 20 triệu cộng với mình, 20 triệu nữa doanh số của toàn nhóm lúc này là 100 triệu. Có phải là 100 triệu là trên 68 triệu nhưng dưới 120 triệu. Chúng ta đã đạt mức hoa hồng là 12%. 12%, 100 triệu là nhân 12%. Nhưng mà lúc này thu nhập chúng ta sẽ phải trừ đi thu nhập của 4 cái nhóm người này, ABCD. Có phải là ABCD giống như mình lúc này đúng không ạ? Đạt được 6% nhân cho 20 triệu. Và ở đây 4 người thì chúng ta nhân cho 4. Và trừ cái này ra thì chúng ta sẽ nhận được hoa hồng thành tích khoảng 7,2 triệu. Mọi người nghĩ chúng ta chia sẻ, chúng ta hỗ trợ khách hàng và chúng ta giúp cho người khác 4 người, mỗi người nhận được 2 triệu, bản thân chúng ta nhận được 7,2 triệu thì tốt đúng không ạ? Nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao chúng ta cũng là chỉ có 20 khách hàng, cũng bán được 20 triệu thôi, nhưng mà tại sao chúng ta lại được 7,2 triệu? Bởi vì sao ạ? Ngoài cái việc chúng ta xây dựng 20 khách hàng, chia sẻ và chăm sóc cho 20 khách hàng này, chúng ta hỗ trợ thêm cho 4 người này, mỗi người được 2 triệu một tháng. Do đó bản thân chúng ta sẽ được 7,2 triệu là bình thường đúng không ạ? Công bằng mà, chúng ta làm nhiều hơn. Và khi mà chúng ta làm này, chúng ta còn được thưởng thêm cái tiền thưởng BF. Tiền thưởng này là Bron Foundation. Thì tiền thưởng này sẽ khoảng 15% nhân với hồng thành tích của chúng ta sẽ là khoảng được thêm 1 triệu. Tổng thu nhập tháng này chúng ta sẽ là khoảng 8 triệu 2. Hiện tại bây giờ các bạn đại học mới ra trường thì có thu nhập khoảng cỡ từ này. Và khi mà chúng ta đã phát triển được kinh doanh như này rồi, chúng ta lại tiếp tục giúp những cái người khác. Cái giá trị trong Amway rất là hay, đó là giá trị giúp người. Bản thân chúng ta đã làm được một tháng 8 triệu thì chúng ta tiếp tục giúp cho người ABCD này làm giống như chúng ta lúc nãy. Để mỗi người có được doanh số nhỏ mà đây là 100 triệu thì bản thân mỗi người này cũng được hưởng cái hồng thành tích 7,2 triệu cộng thêm 1 triệu tiền Bron Foundation. Lúc này doanh số toàn hệ thống của chúng ta sẽ là 420 triệu thì chúng ta sẽ đạt cái mức hoa hồng thành tích là 21%. 21% nhân cho 420 triệu và trừ đi nhà 4 người ABCD, mỗi người này sẽ đạt mức 12%. Thì trừ đi hết là thu nhập tháng này của chúng ta từ cái hoa hồng thành tích là 4 triệu 2. Chúng ta sẽ được nhận thêm tiền thưởng Bron Builder là khoảng 35% nhân cái hoa hồng thành tích của chúng ta. Và chúng ta sẽ nhận được khoảng 14 triệu nữa. Cái tổng thu nhập tháng này của chúng ta là khoảng 54 triệu 2. Mọi người thấy này giờ á,
cái bước làm của chúng ta có đơn giản không ạ? Chúng ta sử dụng sản phẩm thấy tốt, chia sẻ và chúng ta bắt đầu có thu nhập. Và khi mà chúng ta có thu nhập, chúng ta giúp những cái người xung quanh chúng ta cũng có thu nhập như chúng ta thì chúng ta có thu nhập lớn hơn. Và tiếp tục chúng ta giúp những người đó đạt được cái thu nhập giống như chúng ta thì chúng ta lại có thu nhập lớn hơn nữa. Khi chúng ta giúp người khác có tiền thì chúng ta có tiền, giúp người khác thành công thì chúng ta sẽ thành công. Và cái bản thân nếu mà một cái thu nhập như này thì nó tương đương với một giám đốc ở ngoài truyền thống. Nhưng mà ở trong Amway có rất là nhiều người, người ta chỉ vô đây một vài tháng, người ta đã có thể đạt mức thu nhập này. Và người ta không phải là những cái người có bằng cấp cao ngoài xã hội, có thể là chỉ một người nông dân hoặc là có thể là một người công nhân, cũng có thể là một giám đốc, nhưng mà vô đây chỉ một vài tháng người ta đã có được cái thu nhập như này. Và ngoài ra Amway còn một cái giá trị mà rất là thu hút rất là nhiều người ở ngoài tham gia, đó là giá trị đảm bảo và kế thừa. Rất là nhiều người khi mà kinh doanh ở ngoài truyền thống hoặc là làm cho một cái công ty nào đó, khi mà nghỉ thì toàn bộ cái thị trường đó có phải là thuộc về người khác. Nếu như chúng ta bỏ công xây dựng thị trường cho một công ty, giống như có chị Thùy đây, chị Thùy làm sale đúng không ạ? Nếu mà chị Thùy nghỉ thì chắc chắn là thị trường đó không phải là của chị Thùy nữa, mà là của công ty chị Thùy đang làm. Nhưng mà chúng ta khi nhâm quay thì cái thị trường mà chúng ta xây dựng nó sẽ thuộc về chúng ta. Khi mà chúng ta nỗ lực đạt được cái mức thành tích 24%, chúng ta duy trì trong vòng 6 tháng thì chúng ta đạt cái danh hiệu là Platinum. Danh hiệu này nó là một cái tài sản của chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể kế thừa hoặc là sang nhượng lại cho người khác. Cái thứ hai, khi mà chúng ta làm Amway và giúp cho một cái người A đạt được cái mức hoa hồng thành tích là 21%, tức là Silver Producer đó, thì lúc này công ty Amway sẽ giống như thuê lại cái thị trường này của chúng ta và trả lại cho chúng ta là 6% cái hoa hồng lãnh đạo. Thì có phải 21% là tương đương khoảng 280 triệu. Thì trả lại 6% cái hồng này sẽ nằm trong khoảng là 16,8 triệu trên một tháng. Tức là nếu mà chúng ta giúp cho cái người A này đạt được 21% một tháng, thì chúng ta nhận lại từ công ty nhé, không phải là lấy tiền của cái người A này, khoảng 16 triệu 8. Và nếu chúng ta giúp cho họ 5 tháng, 6 tháng, thì lúc này có người ta tự biết làm rồi đúng không ạ? Thì có phải là lúc đó chúng ta sẽ đi giúp những cái người khác, nhưng mà hàng tháng chúng ta vẫn nhận được cái nguồn thu nhập này. 16, 17 triệu một tháng thì giống như một cái căn nhà lớn ở mặt tiền Sài Gòn á, khoảng cỡ vài tỷ á, mới có được cái thu nhập này. Và đó chính là cái sự đảm bảo trong cái Amway này. Nếu chúng ta giúp được càng nhiều người thì chúng ta càng có nhiều cái nguồn thu nhập chủ động này. Và một giá trị nữa trong Amway là giá trị công bằng. Bản thân chúng ta làm ở ngoài truyền thống hoặc là làm bất cứ ở đâu, chúng ta đều muốn có sự công bằng. Chúng ta làm nhiều thì chúng ta vẫn mong muốn sẽ được hưởng nhiều, chứ không ai mà làm nhiều mà muốn nhận được ít cả. Chúng ta làm ở ngoài truyền thống thì cái giá trị này chúng ta rất là khó đạt được, bởi vì chúng ta làm nhưng mà chúng ta chỉ là làm công thì chúng ta không thể có mà chúng ta đòi cái thu nhập như sếp được. Do đó là không có sự công bằng. Nhưng mà trong Amway, ví dụ như hôm nay bản thân Hùng chia sẻ cho một cái người A, và cái người A là cái người hôm nay dẫn các bạn, giới thiệu cho các bạn tới đây tham dự cái chương trình này. Bản thân Hùng chỉ làm lên được là Powder Platinum thôi, 21% trong vòng 12 tháng. Nhưng cái người A này, người ta hỗ trợ giúp đỡ được 3 người như Hùng thì người ta sẽ đạt được Emerald. Cái người A này giới thiệu cho bạn, nhưng mà bản thân bạn là cái người có ước mơ, có sự nỗ lực, thì các bạn giúp cho 6 người giống như Hùng thì lúc này các bạn sẽ là Diamond. Và cái mức đại ngộ cũng như thu nhập của 3 người hoàn toàn khác nhau. Thừa kế thì ở đâu cũng có, nhưng hoa hồng Hùng thì chỉ khoảng từ 30 đến 50 triệu một tháng. Người A này đạt Emerald này sẽ khoảng 70 đến 100 triệu một tháng. Còn người Diamond được hơn khoảng trên 100 đến 25 triệu một tháng. Ngoài ra khi mà đạt mức Diamond thì còn được du lịch thế giới 2 lần trên một năm và hưởng hoa hồng Emerald, hoa hồng Diamond. Còn bản thân Hùng á, thì chỉ được đi du lịch thế giới 1 lần trên một năm, nhưng phải có điều kiện, đủ điều kiện được đi. Người A này sẽ được đi du lịch 1 lần trên một năm và được hưởng hoa hồng Emerald. Vậy thì có phải là mọi người thấy làm nhiều sẽ hưởng nhiều, làm ít sẽ hưởng ít? Không quan trọng chúng ta vào trước hay vào sau, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chúng ta kiên trì, chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ hưởng nhiều, và rất là công bằng. Amway là một kinh doanh với nguồn thu nhập không giới hạn. Chúng ta giúp càng nhiều người thì chúng ta lại có càng nhiều tiền, giúp càng nhiều người thành công thì chúng ta càng thành công. Chúng ta có muốn dừng lại những cái mức thu nhập ví dụ như 21% 6 tháng là chúng ta Platinum thì chúng ta sẽ khoảng 35 đến 50 triệu. Chúng ta sẽ muốn phát triển lên nữa, và Amway cho phép chúng ta phát triển không giới hạn cái nguồn thu nhập của mình. Ví dụ như khi mà chúng ta giúp được 3 nhánh Platinum thì bản thân chúng ta sẽ khoảng 70 đến 100 triệu. Giúp được 6 người chúng ta sẽ được 100 đến khoảng 200 triệu một tháng. Tính từ danh hiệu là EDC trở lên thì Amway bắt đầu không tính theo nhánh Platinum nữa, mà tính theo nhánh Founder Platinum và điểm QC. Ở đây thì có thể là nó sẽ hơi phức tạp một xíu, thì Hùng chỉ nói đơn giản thôi. Chúng ta hỗ trợ giúp đỡ được một nhánh là Founder Platinum thì chúng ta sẽ có một điểm QC. Chúng ta được hoa hồng Emerald thì chúng ta sẽ được 1,5. Hoa hồng Diamond là được 3 điểm. Founder Diamond thì được 6 điểm. Thì khi này chúng ta có 6 nhánh Founder Platinum trở lên và cộng thêm điểm QC
đủ điều kiện như này thì chúng ta sẽ đạt những cấp bậc như này. Amway tính như thế này, đó là cái tính tiền mới để khuyến khích các nhà phân phối phát triển kinh doanh theo chiều sâu ổn định. Ở Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều các cô chú anh chị những nhà phân phối đã đạt được những cái mức hoa hồng tới cả tỷ một tháng. Và khi mà chúng ta thành công trong Amway thì Amway sẽ vinh danh trên chúng ta những cái sân khấu lớn như thế này, trên 10.000 người như vợ chồng Hùng là vinh danh trên một cái sân khấu, cùng là cái sân khấu như này mà chỉ dựng lên thật lớn, không mà lên sân khấu Founder Sapphire Lê Anh Xuân và Phạm Văn Hùng. Đó, tức là khi mà chúng ta đạt những cấp bậc thì công ty cũng mời lên vinh danh nhưng mà không được chia sẻ nhiều trên đây. Nhưng mà nếu chúng ta đạt cấp bậc từ Diamond trở lên thì công ty sẽ cho chúng ta chia sẻ trên cái sân khấu đó, nguyên cả buổi tối đó sẽ của chúng ta, sân khấu là của chúng ta, chúng ta đứng chia sẻ 10.000 người ở phía dưới vỗ tay chúng ta. Và một điều nữa là khi mà kinh doanh Amway, chúng ta sẽ có cơ hội được đi du lịch thế giới 5 sao. Thì đây, khi mà chúng ta kinh doanh Amway và thành công, Amway sẽ mời chúng ta đi du lịch miễn phí và ở đẳng cấp 5 sao. À, đây là những cái chuyến du lịch trong những năm sắp tới và những chuyến vừa rồi, ví dụ như Sydney, rồi những cái chuyến du lịch sắp tới đây. Những nhà phân phối của Amway đi du lịch đông ạ? Rất đông đúng không ạ? Và đây là những cái chuyến khi mà chúng ta đạt Platinum thì công ty Amway sẽ cho chúng ta đi du lịch trong nước cùng ở đẳng cấp 5 sao. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt những cấp bậc cao hơn, ví dụ như vợ chồng Hùng vừa rồi là được đi du lịch chuyến ở Sydney, thì khi mà Amway cho chúng ta đi du lịch ở nước ngoài á, thì chế độ rất là tuyệt vời, còn được nhận quà. Đây là những cái nhà phân phối đã tham gia chuyến vừa rồi, hơn 300 người, và còn những cái người người ta đã nhận tiền và có những cái người người ta đã lựa chọn chuyến du lịch khác, đi du lịch với Amway rất là đông. Đây là những cái người thành công đó mọi người. À, nhiều người nói là rất ít người thành công trong kinh doanh Amway, nhưng mọi người nhìn những cái số lượng người đi du lịch này cộng với những cái người người ta lựa chọn chuyển du lịch thành tiền và lựa chọn chuyến du lịch khác được thì rất là đông. Và mọi người có muốn chúng ta là một trong số những người này ở những chuyến du lịch tiếp theo? Vợ chồng Hùng thì cũng đã hoàn thành cái mục tiêu tháng 10 năm nay sẽ đi du lịch là ở New Zealand, và năm sau chuyến du lịch Nhật Bản chắc chắn vợ chồng Hùng cũng sẽ được đi. À, và bản thân các cô chú anh chị chúng ta hôm nay tham gia thì hai chuyến này là đã lỡ rồi, nhưng chúng ta có cơ hội đi du lịch một chuyến, đó là chuyến du lịch một chuyến đi hai điểm đến trên du thuyền 5 sao và tới Singapore, Malaysia. Bất kể cô chú anh chị chúng ta ngồi trong khán phòng ngày hôm nay, cũng như là có cô chú anh chị chúng ta trên Zoom mới tham gia hay đã tham gia nhưng chưa đạt cấp độ Founder Platinum, đều có cơ hội tham gia cái chuyến du lịch này. Chỉ cần chúng ta đạt được 3 tháng 21% từ bây giờ đến tháng 12. Bây giờ mới tháng 5 thôi. 8 tháng nữa để chúng ta có thể đạt được 3 tháng 21% để hoàn thành cái điều kiện đầu tiên để được đi du lịch. Những cái điều mà chúng ta đạt được, những cái giá trị mà khi chúng ta kinh doanh Amway thành công á, thì có lớn tuyệt vời không ạ? Nhưng mà điều kiện để chúng ta tham gia thành nhà phân phối của Amway á, nó cực kỳ đơn giản. Amway bị nhiều người chê chính là bởi vì là nó tham gia dễ quá, nên là nhiều người coi thường. Nhưng mà thực sự tham gia dễ, nhưng mà khi chúng ta thành công với Amway thì chúng ta nhận được giá trị rất là lớn. Vậy thì bây giờ, hồi nãy giờ Hùng nói về những cái giá trị của Amway. Thành công với Amway chúng ta sẽ đạt được những điều đó. Và tất cả cô chú anh chị có đồng ý là chúng ta đều muốn những cái điều đó không ạ? À, chắc chắn là cũng muốn đúng không ạ? Nhưng mà vậy thì làm sao chúng ta đạt được những giá trị đó? Làm sao chúng ta có thể thành công được? Có một câu nói này Hùng thấy rất là hay của Tony Robbins. Ông có nói là nếu bạn muốn thành công, hãy tìm tới những cái người đạt được các kết quả mà bạn mong muốn, học hỏi và làm theo những cái điều họ làm để đạt được cái kết quả tương tự. Vậy thì có phải khi mà các cô chú anh chị chúng ta hôm nay tham gia Amway, cùng muốn đi du lịch, cùng muốn lên ở sân khấu 10.000 người, cùng muốn thành công, thì có phải là chúng ta sẽ gặp những người thành công đúng không ạ? Chúng ta sẽ gặp những người thành công để học hỏi họ. Nếu ở ngoài môi trường truyền thống chúng ta muốn thành công, chúng ta hỏi sếp á, thì có thể sếp sẽ không chỉ đâu, bởi vì là người ta sợ mà chúng ta có kiến thức này kia, chúng ta sẽ cạnh tranh với họ đúng. Nhưng mà môi trường Amway thì tuyệt vời. Khi mà chúng ta vô đây, chúng ta muốn học hỏi, chúng ta muốn thành công, thì cần chúng ta hỏi, chắc chắn các lãnh đạo sẽ giúp đỡ, hỗ trợ chúng ta, chia sẻ kinh nghiệm chúng ta để giúp chúng ta thành công. Đó là một cái giá trị tuyệt vời trong Amway. Gặp người tài thành công tất nhiên là phải gặp ở trong môi trường Amway, chứ không phải là chúng ta đi ra ngoài chợ chúng ta hỏi những cái người mà chưa biết Amway hoặc là làm Amway thất bại. Chúng ta hãy vô môi trường Amway và chúng ta gặp những người thành công Amway hỏi. À, và gần đây nhất sẽ là có một số cái chương trình chúng ta có cơ hội để gặp những cái người thành công. Đầu tiên là chương trình ngày 20 tháng 5. Tối ngày 20 tháng 5 tại nhà thư đấu Phú Thọ, chúng ta sẽ có cơ hội tham gia và gặp rất là nhiều các nhà lãnh đạo thành công trong kinh doanh Amway nhân kỷ niệm 15 năm Amway Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp được một trong số những cái người làm Amway đang là thành công nhất ở Việt Nam mình. Thu nhập người ta tới 600-700 triệu một tháng, thậm chí là hơn. Và chúng ta gặp được những cái người khác cũng có cái nguồn thu nhập khoảng trên 100 triệu một tháng, giao lưu với họ để chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm. Mọi người có muốn tham gia không ạ?
Bởi vì vé chương trình rất là hiếm. Nếu mà mọi người không nhanh chóng liên hệ xin vé thì có thể là mọi người sẽ không có vé tham dự. Và cái chương trình thứ hai, chương trình Con đường thành công ngày 21 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tới đây mọi người cũng sẽ gặp rất là nhiều các lãnh đạo thành công trong hệ thống của chúng ta, những cái con người gần chúng ta nhất, và học hỏi kinh nghiệm từ họ. Ở đây mọi người thấy một số gương mặt cũng khá thân quen đúng không ạ? Bác sĩ Mai Hạnh này, chị Hiếu này, founder Platinum này, rồi founder Platinum Nguyễn Văn Trường của chúng ta này. Các cô chú, các anh chị này đều đạt được cái mức thu nhập khoảng 35 đến 50 triệu một tháng rồi. Những cái người đạt cái mức thu nhập khoảng 70 đến 200 triệu một tháng. Và chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm từ những con người thành công này. Có phải là khi mà chúng ta cơ hội đến với chúng ta nắm bắt, nhưng mà chúng ta thành công hay không là chưa biết đúng không ạ? Chúng ta phải có phương pháp mới thành công được. Nhưng mà nếu mà chúng ta có phương pháp rồi, chúng ta biết cái rồi, nhưng mà cơ hội tới chúng ta lại không nắm bắt, thì chúng ta có thể thành công không ạ? Chắc chắn là không đúng không ạ? Cơ hội đến mà không nắm bắt thì chắc chắn không thành công. Còn nếu mà cơ hội đến, cứ nắm bắt đi đã. Biết làm hay không chưa quan trọng đúng không ạ? Hãy cứ nắm bắt, sau đó chúng ta hãy tìm cách làm, thì chúng ta vẫn có cơ hội để thành công. Và bản thân Hùng, Hùng thấy một cái câu nói rất là hay, muốn chia sẻ với mọi người. Amway được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Bản thân chúng ta có muốn đạt được những ước mơ của mình đúng không ạ? Vậy hôm nay cơ hội kinh doanh Amway mọi người có nắm bắt không ạ? Vâng. Và cái việc nắm bắt hay không đó là phụ thuộc vào chính chúng ta, thành công hay không là phụ thuộc vào chính chúng ta. Và bản thân Hùng hôm nay cũng là chia sẻ cái cơ hội cho mọi người thôi. Rồi câu cuối cùng, chúc cho mọi người chúng ta hãy sáng suốt đưa ra cho mình một lựa chọn để có thể thành công, thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cuộc sống của gia tộc mình, đúng không ạ? Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn mọi người ạ.